học biết thua cuộc. Chu Văn biên soạn, Chu Văn và Thi Văn trình bày. Tôi học được nhiều bài học làm người từ súc vật và trẻ con. Về súc vật thì dĩ nhiên tôi không thể không nói đến cậu chó nhà tôi. Ở trong nhà, cậu hiền như bụt. Ai đến nhà chơi, cậu cũng lân la gà gẫm để làm quen. Với những con thú khác, ngoại trừ khi được lệnh phải săn đuổi, lúc nào cậu cũng cư xử như một con cừu non. Hai con gà ri mà tôi nuôi như thú kiểng thỉnh thoảng cũng xâm nhập vào gia cư của cậu. Cậu vẫn để yên cho chúng tự do leo lên đầu lên cổ của cậu. Ngay cả khi cậu được thưởng cho một miếng ăn ngon, hai chú gà con cũng sắp tới giành giật. Vậy mà cậu cũng chẳng buồn xua đuổi chúng. Hiền lành và tử tế như thế, nhưng mỗi buổi chiều khi được dắt đi chơi một vòng để hòa nhập với thế giới bên ngoài, thì cậu chó nhà tôi lại để lộ một bộ mặt khác. Nhỏ con, nhưng gặp bất cứ đối thủ nào, nhất là những tay anh chị to con hơn cậu, cậu cũng đều sát vô gây hấn và tấn công tối tấp. Nhà tôi đã vấn kiến các nhà khuyển học về tính khí bất thường này. Tất cả đều giải thích rằng cậu chó nhà tôi mắc phải chứng bất an và lo lắng. Cậu phải đánh phủ đầu bởi vì cậu nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Cậu tỏ ra hung hãn bởi vì cậu lo sợ. Thì ra thế, suy bụng ta ra bụng người là điều có thể hiểu được. Nhưng từ cách ứng xử của thú vật mà suy diễn ra tâm lý của con người thì quả là xúc phạm. Tuy nhiên, trong sự quan sát thường ngày của tôi nhận thấy những kẻ to mồm bạo miệng có khi chỉ là những kẻ yếu nhược. Không biết người Tây Phương có ám chỉ đến những hạng người như thế không khi họ nói chó sủa là chó không cắn. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù là tâm lý chung của những nhà độc tài và các chế độ độc tài. Sở dĩ họ có đôi mắt hình viên đạn như thế là bởi họ sợ hãi. Thỉnh thoảng, cậu Kim Jong-un của Bắc Hàn có la toáng lên về những âm mưu đánh phá nào đó từ các thế lực thù địch bên ngoài là bởi cậu luôn sống trong lo sợ. Không biết ngai vàng cậu đang bám vào sẽ sụp đổ lúc nào. Tôi cũng thường có một cái nhìn như thế về cựu Tổng thống Donald Trump. Càng giao to búa lớn, càng tấn công mạt sát người khác bao nhiêu, ông càng để lộ nỗi bất an và sợ hãi bấy nhiêu. Sự thất bại của ông trong kỳ bầu cử vừa qua cho thấy sức mạnh đích thực không thuộc về những kẻ hùng biện nói suông nữa. Giờ đây, người ta không còn khen ai biết vung tay múa cẳng. Họ cần những người biết hòa giải xung đột. Người ta không còn tung hô những ai to mồm bạo miệng. Họ tán thưởng những người biết ôn tồn, dùng lý lẽ để thuyết phục. Người ta cũng không còn ngưỡng mộ những ai mày sai và tao lúc nào cũng đúng. Họ trân trọng những kẻ dám thừa nhận tôi đã sai và biết nhìn vấn đề từ góc độ khác. Dám thừa nhận tôi đã sai, tức thừa nhận tôi đã thua. Đây là bài học làm người mà tôi đã học được từ đứa cháu ngoại của bà chị tôi. Cháu vừa tròn 7 tuổi và vừa bước vào năm thứ 2 của bậc tiểu học. Kể từ khi biết đi và biết nói, cháu đã trở thành người bạn chơi của tôi. Bất cứ giờ phút nào tôi được ở bên cạnh cháu cũng đều trở thành những cuộc chơi. Từ đánh tù tì, cút bắt, đá banh, chơi domino và ngay cả đua nhau ăn uống. Luật chơi mà tôi cũng như mọi người chung quanh phải triệt để tuân thủ là bằng mọi giá phải thua. Bởi vì trong mớ tự vận còn nghèo nàn của cháu chưa có từ thua.
Trong bất cứ trò chơi nào, mọi người đều phải thua. Nếu không, theo kiểu ví von của luật sư kiêm nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, cháu của bà chị tôi lúc nào cũng bắt chước mấy tay kéo bài ba lá ở chợ cầu Ông Lãnh để đạp bàn và cua tiền bỏ chạy bằng cách sụ mặt xuống và nghỉ chơi. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, sau khi cháu lên lớp 2, tôi nhận thấy có một biến chuyển tâm lý tích cực đáng kể. Trong hai lần chơi cá ngựa, tôi đã cố tình không tỏ ra là một người chịu nhường nhịn nữa. Quả đúng như tôi dự đoán, trong cả hai lần thua, cháu của bà chị tôi không còn phụng phịu đạp bàn bỏ chạy nữa. Kẻ thắng cuộc dĩ nhiên không phải là tôi mà chính là cháu, bởi vì đây là lần đầu tiên cháu biết chấp nhận thua cuộc. Chị tôi cho biết, kể từ hôm đó, biến chuyển tâm lý nơi đứa cháu gái của chị đã diễn ra một cách tích cực. Nó hiểu rằng thua cuộc là một phần trong cuộc sống, nếu không muốn nói đó là phần quan trọng nhất của cuộc sống. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng sự trưởng thành nhân cách của người bạn chơi của tôi sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận của sự lớn mạnh trong ý thức về sự thua cuộc trong cuộc sống. Biết chấp nhận thua cuộc là một bước quan trọng trong sự trưởng thành nhân cách. Qua ý thức về thua cuộc nơi đứa cháu của bà chị tôi học được bài học mà tôi cho là quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là biết thừa nhận thua cuộc. Quan trọng nhất bởi vì nếu không học biết thua cuộc, con người không những làm hỏng cuộc sống của mình, mà cũng có thể gây ra bao nhiêu tai họa cho người khác. Đây là điều đã xảy ra cho ông Trump và cả nước Mỹ. 4 năm tổng thống của ông Donald Trump đã được tính sổ, và tính sổ dưới rất nhiều góc cạnh. Riêng tôi, vốn xem trọng chuyện học làm người và tư cách con người, tôi nhận thấy nét nổi bật nhất trong dung mạo của ông Trump chính là không bao giờ biết chấp nhận thua cuộc. Và mọi tai họa xảy ra cho nước Mỹ đều bắt nguồn từ thái độ ấy. Cho tới giờ phút này, không biết trong nội tâm sâu kín của ông có biết rằng mình đã thất cử không? Nhưng qua những lời tuyên bố cũng như hành xử của ông vẫn khăng khăng quả quyết rằng ông đã đắc cử với một cuộc chiến thắng long trời lở đất. Và đây chính là nguyên nhân dẫn đến bao nhiêu thảm họa cho nước Mỹ. Khi đại dịch xảy ra, ông đã đối phó một cách vụng về, nếu không muốn nói là chẳng làm gì để chặn đứng nó. Đây là thất bại nặng nề nhất do ông tự tạo ra. Nhưng lúc nào ông cũng hoan hoang tự cho điểm 10 trên 10. Và cũng bằng giọng điệu của mấy ông bà Việt Cộng, hễ mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Lúc nào ông cũng giành chiến thắng cho mình, mặc cho đại dịch có cướp đi bao nhiêu mạng sống của người và kinh tế có suy sụp đến đâu. Với ông, chính phủ do ông lãnh đạo không bao giờ thất bại. Thất bại là do đảng Dân Chủ và bọn truyền thông thổ tả hay một nhà nước ngầm nào đó tạo ra để hạ uy tín của ông mà thôi. Cựu Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là người không bao giờ biết chấp nhận mình thất bại hay thua cuộc. Tony Schwartz, nhà văn ma đã từng chấp bút cho cuốn sách nổi tiếng của ông Trump, Nghệ thuật mặc cả, xuất bản hồi năm 1987, cho biết từ đó cho đến nay, ông đã theo dõi từng đường đi, nước bước của ông Trump. Ông nói rằng, ngoài việc ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2016, chẳng có bất cứ điều gì ông cựu tổng thống này làm khiến ông phải ngạc nhiên cả. Trong một bài đăng trên báo The Washington Post ngày 12 tháng 11 năm vừa qua,
Tác giả khẳng định, ông ta lúc nào cũng thế, và sẽ mãi mãi như thế. Ông ta sẽ không chấp nhận mình thất bại, bởi vì ông không thể. Theo tác giả Squatch, ông Trump tự giam hãm trong một thế giới huyễn hoặc do chính ông đã tự tạo ra. Ông không thể thoát ra khỏi nhà tù ấy để nhìn nhận kết quả bầu cử. Bởi vì nếu ông nhìn nhận, ông bị buộc phải đối diện với sự trống rỗng mà ông phải suốt đời hậm hực, cố gắng để lấp đầy, trốn trong nơi ẩn trú của mình. Ông gào thét, chớ có hối tiếc cho tôi không phải là một kẻ thua cuộc. Cũng dõi bước theo ông trên từng cây số, bà Mary Trump, người cháu gái gọi ông bằng chú, không ngừng nói về ông chú của mình như một người không thể và không bao giờ chấp nhận mình thất bại hay thua cuộc. Là một chuyên gia tâm lý, bà Mary Trump nói rằng ông chú của bà không được phép phô bày sự yếu nhược của mình. Chính vì vậy mà ông không thể chấp nhận thất bại, cụ thể là thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Vice News vào đầu tháng 12 vừa qua, bà Mary Trump nói: ông ta là người duy nhất có thể tự ru ngủ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Có lẽ phần nổi bật nhất trong tâm lý của ông Donald là nhu cầu phải chối bỏ bất cứ thực tế nào tô vẽ ông như một kẻ thua cuộc hay như một người yếu đuối. Suốt đời không chấp nhận thực tế, cụ thể là thực tế của sự thất bại hay thua cuộc. Cho nên ông Trump cứ phải ngậm đắng nuốt cay và đổ lỗi cho người khác, tấn công người khác, và nhất là không nhìn nhận bất cứ một trách nhiệm nào về những sai trái mình đã làm hay những thất bại mình đã gây ra cho người khác. Dù có lui về một nơi nghỉ mát như Mar-a-Lago, tôi không tin rằng ông Trump sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Bởi lẽ, học biết thua cuộc là chìa khóa để có được an bình. Mỗi một năm mới, dương lịch hay âm lịch, với tôi luôn là một lời mời gọi làm lại và làm lại từ những thất bại hay thua cuộc của mình. Làm lại với ý thức về giá trị và tầm quan trọng của mỗi một người xung quanh tôi. Chẳng có ai là nhất trong cuộc đời này cả. Không có dân tộc nào thượng đẳng hơn dân tộc nào. Mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Cho nên bất cứ ai, dù nghèo nàn, xấu xí, bệnh tật hay đần độn đến đâu, cũng đều có một điều gì đó để trao tặng cho tôi hay dạy tôi. Ý thức về thất bại hay thua cuộc của tôi, do đó cũng là một lời mời gọi tôn trọng và cảm thông đối với người khác. Có như thế, thì lời cầu chúc thân tâm an lạc trong năm mới may ra mới trở thành hiện thực trong tôi.